cái này là tí tô nè, thấy không, hột nó bay tùm lum hết á. Cái mình để đây làm giống như làm kiểng luôn, thì ở dưới là tí tô, ở trên là bông, ta thấy không, thấy tí tô đỏ không, ở dưới là tí tô, ở trên là bông, bông liêu lì nè, bông thực dược nè, đó bông liêu lì đó, thấy không, tí tô bên đó nữa kìa, đó thấy chưa, thấy tốt không. Hoa liêu ly của mình nó nở ra được mớ rồi, thấy không đó. Mà mình hửi không thấy thơm gì hết trơn, tại cái cây này nè, đó cây của ngoài đường nè, nó cũng thơm quá trời quá đất luôn, nó làm thơm mà nó độ mà nồng nặc nhức đầu luôn á. Nhà nào trước cửa nhà cũng có một cây đây nè, trước cửa mỗi nhà có một cây, thành thử ra nó làm cho mình thơm nồng nặc nguyên con đường luôn đó. Bây giờ hoa của mình nó ra mình cũng không hửi được cái mùi thơm của hoa mình nữa đó. Hoa này nó thơm quá đi, thơm riết là thành thúi luôn, thơm nồng nặc luôn mà thành thúi giống như mùi sầu riêng vậy đó nè, đó thấy không, nhà nào nhà nấy cũng có cây này nè. Thơm gì đâu mà nó thơm quá trời quả đất, thơm nồng nặc luôn, nhức đầu luôn á, thơm riết mà giống như mùi sầu riêng. Thơm cái mình thấy có người thì kêu thơm, có người kêu thúi luôn. Bông nhà mình này ra hoa nè, hửi không được cái mùi luôn. Hoa cẩm tú cầu mình có mấy cái bông thực dược nè, chuẩn bị nở rồi đó. Bên đây cũng liêu lì, nhưng mà liêu lì nó có vân sọc 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 của tiger, nó kêu là tiger liêu lì, nó mới có nụ mà chưa nở. Còn ở dưới là mình là tí tô đó, mình làm nền tí tô đó, thấy không, cái tí tô ở dưới làm nền, làm kiển luôn, vừa có ăn vừa có làm kiển luôn. Đó thấy không, tí tô ra bên đó, tại vì cái hồi tháng 4 á là chỗ này là mình trồng hoa thủy tiên, daffodil với lại tulip đồ này nọ đó. Bây giờ nó chết rồi, giờ nó chỉ còn tí tô thôi. Đây hoa cẩm tú cầu của nhà mình nè. Năm nay không biết làm sao, năm nay có thằng chậu à. Chậu này nó bị chết. Năm nay có thằng chậu à, mà ít bông hơn năm ngoái. Năm ngoái mỗi đợt này nè, mỗi đợt là mỗi bông. Năm nay chỉ có đợt mà không có bông, thấy không, đây nè, nụ nè. Nụ chưa nở nữa nè. Hoa liêu lì nở rực luôn rồi, thấy ham ha. Mấy cái này nó mọc gần tàn rồi nên cái màu nó nhạt, này nó mới mở mới nở nè nên cái màu nó còn tươi quá, còn đẹp quá đó. Mùa vàng này mới nở nè, còn mấy này thì chắc cũng mới nở nè, con này chắc gần tàn rồi. Wow, cái này là màu đỏ bọc đô con này màu đỏ nè, đây mới là màu đỏ nè, còn màu này đậm hơn, đỏ mà có đen hơn đó. Màu trắng đây cũng bỏ đỏ bột đô nè, con này đỏ nè, con này đỏ, con này hồng,
Đâu coi tính ra 5 màu phải không ta? Trắng, hồng, đỏ là 3, vàng là 4. Với màu đỏ bọc đô này nữa là 5. Đây nữa nè. Đỏ bọc đô nè. Đây là đỏ thường. Đỏ thường nè. Thì chắc là nó lẫn đỏ bọc đô vô trong đây hay sao á mà. Phải không ta? Ôi, hai màu lẫn với nhau nên không biết luôn. Ở này đỏ thôi à. Nguyên cái cao cao trên đây là màu đỏ thôi. Nhánh này đỏ bọc đô đẹp nè. Thấy nó lạ lạ ha. Wow. Mỗi năm mỗi ra càng nhiều thêm nữa đó. Màu trắng trong này nè. Mỗi năm mỗi ra nhiều, nó còn nhảy thêm nữa đó. Wow, quá trời luôn. Đẹp ha. Mình thích trồng này nè. Tự mọc lại, mình mua cũ á, mình mua cũ ở Home Depot á. Một lần vậy thôi, cứ là mỗi năm mỗi ra tự mọc lại à. Không có cần phải cất đem vô gì hết. Cứ để đó. Mùa đông nó chết thì mùa hè năm sau nó lại mọc ra. Đẹp ha. À, thực dược nó nở rồi nhưng mà cái lưu ly mà Tiger lưu ly này chưa nở nè. Đó. Nụ quá trời luôn. Nụ quá trời luôn mà chưa nở. Nó. Cái đó là cái nó có cái đốm đốm sọc sọc như là Tiger. Nó kêu là Tiger Lily. Còn cái này thì rụng cánh hết rồi. Đó, rụng bông hết rồi. Hoa thực dược của mình vừa mới nở nè. Tranh thủ mình chụp hình mình quay chứ không để bữa nó mưa nữa, hai ba bữa nó mưa nữa là nó dập, mình không có quay được. Nó mới nở thì đẹp ha. À, nó còn nụ này chưa nở hết nè. Đó. Đó. Nhưng mà tranh thủ quay trước đây đã, chụp hình trước đây đã. Còn mấy này thì tàn hết rồi. Đó. Mấy này thì tàn hết rồi. Chỉ có cái cẩm tú cầu thì chưa tàn nè. Cái này lâu lắm á. Mình trồng chậu nên không có được to lắm. Chứ còn nếu mà trồng ở đất nó to lắm. Hoa hồng á, mình cắt giờ nó ra đợt mới nè, chuẩn bị nó ra đợt nó mới nè, nụ mới nè, nè nụ đợt mới nè, đó, đó nụ nó nè, đó, đây nữa nè, thấy không, nụ nè, đó, mình thấy nụ không, còn hồng vàng cũng vậy nè, cái đợt đầu nó tàn, bây giờ chuẩn bị nó ra đợt mới nè. Ôi trời, nắng chiếu không nó ra nụ mới nè, này thấy không đó. Mình vừa mới nở, tranh thủ mình quay phim với chụp hình chứ không để nó dự báo là 2 ngày mưa tầm tã, mình sợ nó dập không đẹp nữa. Dược của mình nè, mới đầu nó bự giống vậy nè ha đó. Cái xong cái nó dập á, nó dập xung quanh nè, nó dập xung quanh, mình cứ tỉa mấy cái lá lá dập ở ngoài nè đó. Ở trong nó vẫn còn tươi rói, cứ tỉa riết cái hoa nó nhỏ xíu đó. Đó. Rồi sẵn cái Tiger lưu ly này ra bông luôn nè, đẹp không? Đó. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp ha. Mà nó ra nó chỉa xuống không.
nó nở gần hết rồi nè. Nhìn thấy đẹp ha. Này là kêu là Tiger Lily. Nhìn giống như hoa lan vậy đó. Giống như hoa lan. Nhưng mà cái nhánh của nó lại là nhánh của liêu lì. Giống như bên này nè. Đó, liêu lì bên đây là màu, nó nở hết rồi. Nhưng mà nhìn thấy giống như bông lan ha. Đẹp không? Mấy cái gần sắp nở nữa kìa, có mấy cái thì lại tàn nè. Ồ.